À, chào buổi sáng anh em, cảm ơn ông khách này, ông rất là nhiệt tình. Số điện thoại khách đây. Ông khách này ông ở Long An, Phú Mỹ Long An. Ông chạy xe từ 5 giờ sáng lên tới em. Ông đi rất sáng lên đây, từ sáng sớm lên tới trên đây. Cũng cảm ơn khách rất là nhiệt tình ủng hộ cho Hoàng Mai vì cái mảng phục hồi các chi tiết máy. Ông mang cho em một cái bộ nhông. Mang ra một cái bộ nhông chuyển hướng. Bộ nhông chuyển hướng này là của cái máy DC70. Ở đây em nhận đóng dấu cho anh em nha. Này ông khách ông mới mang lên em chưa làm nha. Ở đây là chưa làm. Này có ông khách ông ở Long An, Phú Mỹ. Khách số điện thoại khách đây. Anh em ở gần thì mang tới em giống như khách đây. Anh em ở xa anh em cứ gửi bằng đường bưu điện cho tiện nha anh em. Này mới lấy ra còn nó còn nhớt. Này là chưa làm nghe nè, nó bị trượt, tình trạng nó bị trượt nha anh em. Đó, nó bị trượt đây. Trượt cháu. Rồi. Anh em thấy không? Tình trạng nó bị trượt cháu gì đây. Anh em nào có nhu cầu đóng cháu lại với các cháu hân hạnh được phục vụ anh em nha. Ở gần thì mang tới em, ở xa anh em cứ chuyển qua đường bưu điện giúp em. Tất cả các mặt hàng người ta đều nhận qua đường bưu điện. Cái này khách nào ông ở gần em ở Phú Mỹ Long An. Ở Phú Mỹ Long An mang chạy xe Honda lên đây. Ông chạy bằng xe Honda từ sớm lên đây. Ông nói ông chạy 5 giờ mới ông chạy cấp mấy giờ đó. Cảm ơn em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai về cái mảng phục hồi các chi tiết máy. Hôm nay em nhận đóng dấu của máy gặt cho anh em nha. Này. Này mới chưa làm cái anh em này chưa làm. Này, em mới nhận được của ông khách ở Phú Mỹ Long An. Mang lên cho em, ông đi bằng đường xe Honda. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai rất nhiệt tình, mang tới tận tay cho Hoàng Mai luôn. Hoàng Mai rất hân hạnh và cảm ơn quý khách ủng hộ cho Hoàng Mai. Hoàng Mai 0907 7900 79.